Vùng xoáy thấp và đới gió đông nam ẩm tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông tại nhiều vùng ở Bắc Bộ, trong đó khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn là vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mức nhiệt ngoài trời ở miền Bắc lúc này khá là dễ chịu, chỉ trong khoảng 24 cho đến 27 độ. Và trong ngày hôm nay thì vùng xoáy thấp và đới gió đông nam ẩm thì vẫn còn duy trì, vì thế miền Bắc ngày hôm nay vẫn có mưa. Mưa tập trung ở các khu vực như tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh hay là Hải Phòng. Đến chiều tối và đêm nay thì miền Bắc sẽ có mưa trở lại trên toàn khu vực. Mưa lớn trong tối và đêm nay sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực Trung Du và miền núi, với lượng mưa trong tối và đêm nay từ 20 cho đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Với diễn biến mưa lớn như vậy thì trong ngày và đêm hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở mức cao. Đới gió đông nam không gây mưa nhiều ở miền Trung, nhưng nó cũng giúp cho cường độ nóng ở Trung Bộ giảm bớt. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ phía nam của tỉnh Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận, với mức nhiệt cao trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, cũng như khu vực tỉnh Bình Thuận, trời nắng nhưng không mạnh, nhiệt độ cao trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Ở phía nam, gió Tây Nam có dấu hiệu hoạt động trở lại. Trong chiều và tối nay, nó sẽ mang lại khu vực Tây Nguyên những cơn mưa rào và với diện rải rác. Còn ở khu vực Nam Bộ thì mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi. Khu vực miền Tây Nam Bộ cục bộ có điểm mưa to và dông mạnh. Trong khoảng từ nay cho đến trước 14 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có mưa, trời tạnh ráo và có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 33 cho đến 35 độ. Trên biển, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, cũng như khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa. Vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Vịnh Bắc Bộ thì có mưa dông cả ngày, khu vực huyện đảo Hoàng Sa, không mưa, gió nam cấp 3 đến cấp 4, trời tạnh ráo. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.